Một số bài tập minh họa liệu pháp gương cho bàn tay. Liệu pháp gương được Ramachandran đưa ra vào năm 1996 nhằm giảm đau ở bệnh nhân đau chi ma. Trong liệu pháp này, bệnh nhân tưởng tượng vận động của phần cơ thể bị cắt bỏ bằng cách quan sát vận động của chi thể bình thường đối diện qua một chiếc gương. Liệu pháp này đã chứng minh có hiệu quả, không chỉ ở đau chi ma mà còn cả ở một số loại đau thần kinh khác, như đau vùng phức hợp, liệu pháp này còn được tích hợp trong kỹ thuật tưởng tượng vận động từng nấc sau đây là một số bài tập minh họa liệu pháp gương cho bàn tay vận động cổ tay và bàn ngón tay ngồi với hai tay được đỡ trên bàn trước mặt đặt một chiếc gương giữa hai bàn tay của bạn với bề mặt phản chiếu hướng về phía bàn tay lành không bị ảnh hưởng thực hiện các vận động của tay lành và cả tay đau nếu được Ví dụ về các vận động chủ động đơn giản là gấp và duỗi cổ tay, sấp và ngửa cẳng tay, gấp và duỗi các ngón tay, dạng và khép các ngón tay. đối ngón cái. Ví dụ về các vận động nâng cao hơn là lăn đất nặng. Bóp và lăn đất nặng nhặt các vật nhỏ. Trong khi thực hiện bài tập, hãy nhìn vào gương và hình dung hình ảnh phản chiếu của bàn tay lành của bạn chính là bàn tay bị đau đang vận động. Kích thích cảm giác. Bạn cũng có thể sử dụng liệu pháp gương để giải mẫn cảm về cảm giác. Hãy chạm và cảm nhận các loại vật liệu khác nhau bằng bàn tay không đau của bạn trong khi nhìn vào gương và hình dung hình ảnh phản chiếu của bàn tay lành của bạn chính là bàn tay bị đau đang sờ chạm bạn có thể sử dụng các vật liệu như len bông giấy nhám nhựa hoặc kim loại